Xin chào các bạn. Chuyện là hôm nay mình có một cuộc hẹn phỏng vấn với công ty Etech Technology. Cũng sắp hết học kỳ 2 rồi nên mình cũng khá rảnh. Trong lúc chờ làm luận án trong kỳ hè thì mình tìm một công việc để làm thôi. Học hành cũng lâu rồi mà không làm gì thì chán lắm. Sẵn đây mình muốn đi làm sớm để có thêm nhiều kinh nghiệm. Mình được mời phỏng vấn cho vị trí fresher. Sáng ăn sáng lấy tinh thần chuẩn bị đi phỏng vấn nha. Công ty Etech Technology làm về các dự án outsourcing, đặc biệt là về AI và xử lý ảnh, các hệ thống quản lý thông tin. Mình thấy trong job description ghi là vậy, mình cũng không biết nữa. Lần đầu tiên đi phỏng vấn tại công ty trực tiếp như thế này, hồi hộp lắm các bạn. Đi nằm ở quận Phú Nhuận, đi lạc một hồi thì cũng tới. Công ty nằm ở tầng 3, mình đang vào sảnh của công ty đây. Lần đầu tiên trong phỏng vấn thì mình đến khá sớm, 9 giờ rưỡi là mình đã tới rồi, hẹn lúc 10 giờ. Thật sự là đi phỏng vấn mình không biết phải chuẩn bị gì luôn. Bữa nay mình hơi bị mất định hướng á, kiểu cái gì mình cũng học mà mình không biết mình sẽ làm gì trong tương lai nên không học sâu được thứ gì. Đi phỏng vấn thì cũng không biết phải chuẩn bị gì. Thôi vào hên xui vậy. Đây là cửa vào văn phòng công ty, ở tầng 3 của một tòa nhà. Đây mình đang ngồi trước sảnh để đợi chị HR ra. Khúc này là mình phỏng vấn xong rồi nè, mình đi về nha. Phỏng vấn xong thì hơi thất vọng các bạn ơi. Mình cảm giác là mình bị đánh giá khá thấp á. Mình là dân trái ngành, mình học cơ điện tử mà mình đi phỏng vấn cho vị trí IT. Nhìn chung thì anh phỏng vấn mình đánh giá là mình trái ngành, thiếu kiến thức chuyên ngành, cũng như là học hơi lan man, không chuyên sâu, cũng như là mình chưa tốt nghiệp nữa, mình có khá là nhiều điểm trừ. Thôi dù kết quả có như thế nào thì mình cũng trân trọng những đóng góp của anh với mình. Nhưng mà thật sự thì cũng buồn nha các bạn. Kiểu mình cũng cố gắng học cày project các thứ, nhưng mà thật sự là khó khăn trong việc tìm việc trong giai đoạn đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.